Chào cả nhà đến với kênh Mephistin ạ. Hôm nay tối ngày 30 tháng 8 cuối tháng rồi cả nhà ha. Thì hôm nay em sẽ lên rất là nhiều mẫu cần cho cả nhà mình tham khảo. Có 20 mẫu cần này. Có cần ISO, khoen lớn, khoen nhỏ ha. Lục này, cầu ngâm, luồng, khúc, hai khúc cho cả nhà mình tham khảo. Và có combo cần thanh lý như thường lệ thì em lên sẽ có combo là 5 cây. Combo 5 cây thì với giá là 400k thôi cả nhà, rất là rẻ. Và những cái cần này thì bên em sẽ có là nhiều loại khác nhau nha. Mua một là được 5 cả nhà. Cái đầu tiên thì em có một cây ISO của nhà Sakura này. Này cần vẫn còn đẹp, bình thường nha, xài cũng tốt cả nhà ha. Mua về xài liền được này. Cây nào mà tình trạng hư hỏng thì em sẽ báo là hư khoe hoặc là gì đó. Nhưng mà cây này vẫn ok cho em ha. Đây một cây cần của Sakura luôn ạ. Cây này là thường ship cả nhà. Khoe nhỏ như thế này nha. Về xài bình thường cho em. Khoe bát Fuji luôn nha. Rồi, cây đầu tiên. Cây này chiều dài cho em, nó bị mờ rồi, không thấy chiều dài. Cây này tầm 3m7 á. Tiếp theo cây thứ hai là một cây cần, cây này là một cái cán vợt cả nhà ơi. Đây, cái này cái cán vợt nha. Đó, cán vợt. Bán như combo cho cả nhà đầy đủ luôn ha. Mua một mà được 5 á cả nhà, rất là lợi cho mình, cán vợt này. Đây. Cái này 1m7. Cái này ren nhỏ. Ren, cái này ren 6 thôi cả nhà. Tiếp theo, cây thứ 3 này, một cây cần của nhà Olympic, cần ISO. Chiều dài là 4m7, cứng 2 này. Đó. Fan Bát Fuji vẫn xài tốt bình thường cho em nha. Một cây lẻ như thế này mà nhà em bán là đã 250.000 rồi cả nhà ơi. Này sale lớn cho cả nhà 5 cây mà có 400k thôi, quá là rẻ rồi ha. Và cộng cho em thêm 30k ship này, tình trạng cần thì vẫn bình thường, xài vẫn tốt nha. Đó. Cây này xài bình thường, lỏng đồ vẫn ok, khoen đồ xài bình thường cho em ha. Đó, như cây này thì em bán bán lẻ thôi, một cây đã 250 rồi á. Cây thứ 3 là một cây cần lua. Cây đi hai chi cô bé cả nhà, cây này hai chi cô bé chứ không phải lua. Đây. Phải bắt Fuji nha. Phải bắt Fuji luôn cả nhà. Đó, mua một được 5 cây cần, khá là lợi cho em rồi ha. Cho cả nhà mình rồi. Tiếp theo cây thứ 5, một cây cần tay. Tay nha, ngọn này. Đó. Quá lợi cho cả nhà mình rồi ha. Mình mua về chế cháo, lấy sinh kiện, phụ kiện, hạ cần tay, tùy sở thích của cả nhà thôi. Còn muốn mua về xài liền thì vẫn ok. Cái này là 3m6 cả nhà, cứng thì tầm 3H, cầu cảm giác. Rồi, 5 cây cần combo cần thanh lý cho em. Ai chốt thì có thể nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại này hoặc là Zalo cho em là 0845334544 nha. Rồi bây giờ em sẽ lên mẫu cần cho cả nhà mình tham khảo. Em bỏ cái này qua một bên. Nhớ đăng ký kênh của Mephistin để tiện theo dõi những cái video em lên hàng ngày nha cả nhà ơi. Thì em lên rất là nhiều mẫu cần thường xuyên cập nhật cho cả nhà mình tham khảo. Đầu tiên em có một con cần ISO này. Con này là hàng lứa con này súp lỡ cả nhà. Cái này một cây súp lỡ, chiều dài cho em sẽ là 3m, độ cứng là 15 nha. Đây cần còn rất là mới, hàng kiểu hàng lứa cả nhà ơi. Cái này của nhà Mamiza, hàng Korea súp Nhật ha. Korea súp Nhật cả nhà, khoen bát Fuji cho em ạ. Tình trạng cần còn rất là mới nha, lỏng này. Đó, còn đẹp nha cả nhà ơi. Vừa không lỡ ha. Mã số 1 cả, trọng lượng cho em là 195g, ngọn là 2.3 ly. Con này chốt cho em với giá là 600k cả nhà, 600k ha. Một con cần súp lỡ. Tiếp theo mã số 2, em có một con cần ISO khoen nhỏ. Con này cực hiếm luôn cả nhà, cực hiếm nha. Lâu lâu bên nhà em mới về một con có chiều dài khủng như thế này, 8m, chiều dài là 8m, độ cứng là 1 ạ. Đây, một con cần ISO khoen nhỏ, đánh xa mờ được cả nhà ơi. Đây, chiều dài quá là khủng ha. Con này mã số 2, trọng lượng cho em là 390g, ngọn là 0.6 ly. Cầu cảm giác, khoen bát Fuji Six nha. Đây, con này cầu cảm giác, chắc thanh độ ok cho em á, con suối. Lâu lâu mới về một con cực phẩm chiều dài siêu khủng như thế này. Rồi ạ, tình trạng cần còn rất là mới và đẹp nha. Con này còn khá là mới này. Một con cần của Gamakatsu, hàng nội địa Nhật.
Ai chốt cho em mã số 2, giá là 2.200.000 nha. Một con cừu của Cama Cao Su này, chiều dài là 8m, độ cứng 1 này. Hoàn bát Fuji Sit, quá là đẹp luôn cả nhà. Tiếp theo mã số 3, em có một con cừu ISO của nhà Shimano. Con này được 4 chỉ, ở phía dưới cầm rất là chắc tay nha. Hoàn bát Fuji cả nhà, bát Fuji ha. Chiều dài là 5m4, độ cứng là 4. Hạ cần tay cho em sẽ được là 6H này. Con này sang hàng ok nha. Phôi xoắn hai da từ trong ra ngoài cực kỳ đẹp luôn ạ. Tình trạng ngọn nha. Đây, phôi xoắn rất là đẹp nha. Đó. Mấy con này thì về số lượng rất là ít cả nhà. Lâu lâu có 1-2 cây thôi, chứ không có nhiều đâu. Con này trọng lượng cho em sẽ là 400g, ngọn là 1.6 ly. Ai chốt con này cho em mã số 3 với giá là 1.600.000. Mã số 3 ha. Em lên nhanh cho cả nhà mình khỏi chờ lâu, vì hôm nay em lên nhiều mã cần khóa thì em nói nhanh cho cả nhà mình tham khảo được nhiều mẫu hơn. Tiếp theo mã số 4 là em có một con cừu của Daiko. Đây Daiko cả nhà, ISO khoen nhỏ nha, chiều dài là 5m3, độ cứng 1 này. Con này hàng Made in Japan, gửi điện nhập cho em khoen bát Fuji Sit nha. Theo như em thấy thì con này đồ mua thì có thay rồi cả nhà, đồ mua có thay này, khoen bát Fuji Sit đây, rất là đẹp nha. Tình trạng lóng thì vẫn còn bình thường cho em, hơi bị xây xước nhẹ. Con này câu cảm giác trải nghiệm, ráp handle ok cho em ha. Trọng lượng con này khá là nhẹ, 185g thôi, ngọn là 1.4 ly nha. Chốt cho em mã số 4 với giá là 900k cả nhà ơi. Một con cần của Daiko, hàng nội địa Nhật ha. Mã số 4 với giá là 900k. Tiếp theo mã số 5, em có một siêu phẩm của nhà Shimano. Đây con này tình trạng thì còn rất là mới, trên 95% cho em nha. Chiều dài sẽ là 5m, dung lên dài là 5m6 này. Đây mấy con này thì mình mua một được 2 á cả nhà. Dung lên khá là lợi ha. Khoen bát hãng cho em này. Khoen bát xít. Khoen xít còn bát hãng nha. Đây tình trạng ngọn này, đẹp nha, không có bị xây xước. Phôi xoắn hai da này cả nhà, phôi xoắn vân ha. Đây con này quá đẹp luôn. Dung cái phần này, dung cái phần này cả nhà ha. Trọng lượng sẽ là 238g, ngọn là 1.3 ly. Ai chốt cho em con này với giá là 1.900.000. Mã số 9 nè, giá là 1 triệu. Mã số 5, giá là 1.900.000 cả nhà. Mã số 5 nha. Tiếp theo mã số 6, em có một siêu phẩm của nhà Shimano. Con này thì về được 3 con, nhưng mà em bán hết rồi, còn con duy nhất tại cửa hàng này. Chiều dài cho em sẽ là 5m4, độ cứng 1. Nhìn rất là đẹp cả nhà ơi. Màu mè rất là đẹp con này á, kiểu về sưu tầm cũng khá là ok cho em ha. Khoen bát Fuji này. Con này trọng lượng là 210g, ngọn là 0.8 ly ha. Mấy con này thì câu cảm giác thôi. Đây tình trạng ngọn ha. Khoen nhỏ, phôi xoắn này rất là đẹp. Đó, phôi xoắn nhìn cực kỳ đẹp mê cả nhà ha. Mã số 6, một con cừu của Shimano, hàng nội địa Nhật. Ai chốt cho em con này với giá là 1 triệu 1 triệu mốt cả nhà ơi. Giá là 1 triệu nha cả nhà. Đó, ai chốt nhanh cho em còn một con thôi này. Con này quá đẹp luôn á. Mã số 6 giá 1 triệu. Mã số 7, em có một con cừu của nhà Daiwa. Bát là bát hãng này. Chiều dài là 5m3, độ cứng 2. Hạ cần tay xuống cho em là được 4H nha. Đây phôi xoắn hai da cực kỳ đẹp này. Đây xoắn hai da rất là đẹp nha cả nhà ơi. Khoen bát Fuji cho em ha. Đây con này có xoắn hai da ở trong và ngoài luôn ha. Đây cực kỳ đẹp. Con này thì nhìn vậy thôi chứ em để giá cực kỳ rẻ cho cả nhà mình chơi tham khảo. Một con cần của nhà Daiwa, mã số 7 cả nhà. Mã số 7 này, trọng lượng là 256g, ngọn là 1.3 ly. Ai chốt cho em con này giá rẻ thôi, 800k cả nhà. Một con cần của nhà Daiwa, hàng Made in Japan, nội địa Nhật ha. Đây quá rẻ rồi cả nhà, 800k thôi ạ. Tiếp theo mã số 8, em có một con cần của nhà NFT. Con này chiều dài cho em sẽ là 5m4, độ cứng 1 nha. Đó, của bà ở lớp này. Con này phôi xoắn 2 da NFT thì đa số những con cừu sẽ được khoắn 2 da rất là đẹp. Khoen sẽ là khoen nhỏ này cả nhà. Tình trạng lóng thì đẹp nha, phôi xoắn 2 da này từ trong ra ngoài hả. Con này hạ cần tay xuống cho em cũng khá là ok. Đó. Một con cừu của nhà NFT mã số 8, trọng lượng khá là nhẹ, 200g, ngọn là 0.9 ly cả nhà. Con này giá là 900k nha, ai chốt cho em mã số 9 giá là 900k này, hàng nội địa Nhật nha. Đây, tem vàng ha.
Mã số 9, em có một con cần rút dây trong, ISO dây trong cả nhà. Con này hàng Việt Nam xuất Nhật cả, tình trạng cần còn rất là mới của Daiwa nha. Hàng Daiwa này, con này còn rất là mới và đẹp ha. Khoe mát Fuji Xích cho em nha. Ai cần thông tin chi tiết rõ hơn thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo cho em gửi chi tiết hơn về cái khoe của nó ha. Mở ra áo ra chụp cho cả nhà mình tham khảo. Rồi một con cần dây trong, chiều dài cho em sẽ là 4m5 này, độ cứng là 1.5 nha. Đó. Mã số 9 chốt cho em với giá là 800k, trọng lượng là 190g, gọn là 3 ly ha. Giá là 800k mã số 9 ạ. Tiếp theo lên mã số 10, em có một con cần lục của nhà Ryobi này. Đây. Con này chiều dài sẽ là 4m5, độ cứng là 27, hàng Korea xuất Nhật. Con này đánh lục đồ cần cho em nha. Bát sẽ là bát Fuji, khoen xích, khoen bát Fuji xích cả nhà ha. Sẽ có là 5 cái khoen. Tình trạng lóng thì vẫn đẹp bình thường cho em ha, không có bị xây xước gì nhiều ha. Rồi một con cần của nhà Ryobi, cần lục của nhà Ryobi này. Hàng Korea xuất Nhật, mã số 10, trọng lượng là 510g, gọn là 2.5 ly. Chốt cho em với giá là 1.600.000, mã số 10 cả nhà ha. Của hàng bên em thì được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nên là hàng cả nhà cứ yên tâm ạ. Tiếp theo mã số 11, em có một con cần lục nữa. Con này chiều dài cho em sẽ là 4m5, cứng là DX này, tương đương là 27, cũng là đánh lục đầu cần nha. Phôi xoắn 2 da cả nhà ơi, phôi xoắn 2 da. Con này bột rồ xúc. Con này là một con cần của nhà Shimano nha. Khoen bát Fuji Sit ạ. Đây khoen bát Fuji Sit nha. Có định vị khoen 1 2, khoe xoắn 2 da từ trong ra ngoài này cả nhà. Khoe xoắn 2 da ít rất là đẹp nha. Từ trong ra ngoài ha. Đây, một con cần mà xoắn 2 da như thế này thì rất là ít, không có nhiều. Rồi ạ, mã số 11 cả nhà ơi, mã số 11, một con cần lục của nhà Shimano đánh lục đầu cần. Trọng lượng là 450g, gọn là 2.5 ly. Ai chốt cho em con này với giá là 2.600.000 thôi cả nhà ơi. 2.600.000 mã số 11 ạ. Tiếp theo mã số 12 cũng là một con cần lục đánh lục đầu cần. Chiều dài là 4m2, cứng là 25. Con này hàng Việt Nam nha, xuất Nhật này cả nhà. Đó. Khoen bát Fuji. Con này khoen bát Fuji cho em ha. Tình trạng lóng thì vẫn còn rất là mới và đẹp như thế này. Con này thì mới trên 85% cho em nha. 85 đến là 90 của Daiwa này, hàng Việt Nam xuất Nhật. Rồi ai chốt cho em con này với giá rẻ thôi cả nhà. Để giá rẻ nên mình về câu chơi tập câu này. 440g là trọng lượng, còn 2.7 ly là ngọn của nó nha. Ai chốt cho em con này mã số 12 với giá là 1 triệu. Mã số 12 giá là 1 triệu nha. Tiếp theo lên mã số 13, một con cần quốc dân của nhà Shimano này, Sub Leader. Chiều dài là 4m25, độ cứng là DX, hàng Indonesia xuất Nhật ha. Chiều dài là 4m. Trọng lượng cho em sẽ là 430g, gọn là 2.5 ly, khoen bát Fuji cả nhà. Khoen này. Có định vị khoen cho em ha. Tình trạng lóng thì vẫn đẹp, bao đẹp cho cả nhà mình. Đó, mấy con này đánh rất là chắc tay. Cần rất là bền đó cả nhà. Đó. Một con cần quốc dân được rất là được ưa chuộng. Rồi mã số 13, chốt cho em con này với giá là 2 triệu, trọng lượng là 430g, gọn là 2.5 ly, với giá là 2 triệu nha, mã số 13. Mã số 14, em có một siêu phẩm. Đây, một cái màu rất là đẹp cả nhà, màu xanh ngọc nha. Màu hiếm, lâu bên em mới về có 1-2 cây thôi. Một con cần của nhà Shimano, Sub Leader. Hàng Indonesia xuất Nhật này, chiều dài là 4m25, cứng là CXT cả nhà. Con này hàng lướt còn rất là mới đẹp nha. Khoen bát Fuji Xích ngọc trai. Đây, nhìn mê cực kỳ luôn ha. Có định vị khoen cả nhà. Tình trạng lóng bao đẹp, không có một vết xước. Đó, muốn tham khảo chi tiết hơn thì cứ liên hệ qua cho em số Zalo, điện thoại là được nha. Mã số 14, trọng lượng là 410g, gọn là 2.5 ly. Ai chốt cho em con này với giá là 4.400.000 nha, mã số 14. Mã số 15, em có một con cần côn ngâm 3 khúc.
Trọng lượng là 300g, ngọn là 2.2 ly cả nhà. Tình trạng cần thì nhìn hơi cũ một xíu. Đây là một con cần của nhà Daiwa ha. Bát hãn này, bát hãn nha, khoen ship để em nhìn kỹ ha. Khoen ship đó cả nhà, bát hãn khoen ship nha. Ship hay là sứ xám đây. Nó bị tróc sơn rồi. Con này khoen sứ xám. Chiều dài cho em sẽ là 3m6, độ cứng 30 này, mình câu cảm giác thôi ha. Khoen xôi xoắn hai da, đây có xoắn hai da cho cả nhà mình. Rồi ạ, chốt con này thì em để giá rẻ ha. Trọng lượng là 300g, ngọn 2 ly, chốt cho em mã số 15, giá là 1 triệu cả nhà. Tiếp theo mã số 16, em có một con cần con ngâm nữa. Đây, con này chiều dài cho em là 3m3, độ cứng là 50. Khoen xoắn hai da rất là đẹp ha, khoen bắt Fuji cả nhà. Không, cái con này cũng là khoen bắt hãng cho em ha, khoen bắt hãng. Tình trạng cần thì hơi cũ, trầy xước này. Tình trạng hơi cũ rồi ha. Mã số 16, một con cần của Daiwa, hàng nội địa Nhật. Con này trọng lượng cho em sẽ là 400g, ngọn là 2.7 ly, chốt cho em với giá là 900k cả nhà, giá là 900k nha. Mã số 16 giá là 900k. Mã số 17, em có một con cần lua một khúc hoặc là zip. Zip cũng được, con này có thể rút ra nè cả nhà. Rút ra thành hai khúc cho em nha. Chiều dài cho em sẽ là 2m. Chiều dài là 2m04. 2m04 cả nhà ơi. Nói xong rồi liệu lưỡi đâu. Chiều dài là 2m04 này, cứng ML nha. Đây. Lai là 4-12L bao, PE là 0.6, 1.5. Lua là 3-21g nha. Đây, con này có màu xanh rất là đẹp. Khoen bát cho em sẽ là khoen bát Fuji Sit ạ. Rồi, một con cần lua của nhà Reply. Trọng lượng con này siêu nhẹ 120g, ngọn là 1.3 ly. Chốt cho em mã số 17 với giá là 1.400k nha cả nhà. 1.400k, mã số 17. Tiếp theo mã số 18, em có một con cần câu ngâm 3 khúc. Con này của nhà Daiwa, nó còn đi theo khuyên bao như thế này. Tình trạng thì còn hàng lướt cả nhà ơi, còn rất là đẹp nha. Câu ngâm 3 khúc. Chiều dài là 3m6, độ cứng là 50. Thì nó trung bình thôi, cũng không cứng, cũng không mềm đâu cả nhà. Em lấy ra cho cả nhà mình tham khảo ha. Đây, 3 khúc, màu rất là đẹp luôn. Đây, phôi xoắn hai da nữa nha. Đây, một con cần của Daiwa, hàng nội địa Nhật luôn ha. Con này kiểu rất là đẹp này, màu trắng, sữa, cắn mút. Khoen bát Fuji cả nhà, khoen bát Fuji cho em nha. Trọng lượng là 260g, ngọn là 2 ly. Con này chốt cho em với giá là 1.100k, mã số 18. Giá là 1.100k nha, một con cần con ngâm 3 khúc của Daiwa này. Tiếp theo mã số 19, em có một con cần của Masograph, con này kiểu dáng rất là đẹp cả nhà. Khoen bát Fuji Sit nha. Khô sắn hai da ở gốc này, cái gốc cả nhà. Đây, một cái màu rất là lạ và đẹp luôn. Cái này chiều dài cho em sẽ là 1m86, độ cứng là ML nha. Lua là 1/8-3/8 oz, line sẽ là 5-10L bao. Đây, tình trạng ngọn của nó này, đưa cho cả nhà mình tham khảo ha. Đây, con này rất là đẹp luôn. Cán gỗ bần máy đứng nha. Tiếp theo mã số 20, em có một con một khúc lua nè cả nhà. Đây, chiều dài cho em sẽ là 1m. Đâu rồi, đợi em một xíu nha. Con này là 1m6 ạ, 1m6, độ cứng là, không biết cả nhà còn nhìn rõ không, nó bị mờ này. Cái chữ nó mờ lắm cả nhà. 1m6
1m8 á cả nhà, em nhầm một xíu. 1m8 độ cứng là MH nha. Theo em thấy thì là độ cứng MH này. Nhưng mà ở đây tải cá bao nhiêu thì trừ bị phai mờ con số rồi em không thấy rõ nữa. Lua là không có thấy rõ cả nhà, chỉ thấy được độ cứng như vậy thôi. Máy đứng nha, cán gỗ bần, khoen sẽ là khoen bát Fuji Sitcon này. Đây, khoen của nó là Fuji Sitcon cả nhà. Rồi một con cần của nhà Bass Pro Shop. Con này chốt cho em mã số cuối cùng, mã số 20 của cái video tối ngày hôm nay. Trọng lượng sẽ là 100g, ngọn là 2.3 ly. Ai chốt cho em con này với giá là 1.200.000 ạ. Rồi em đang lên cho cả nhà mình được 20 cái mẫu cần và một combo cần thanh lý. Cả nhà mình còn có thắc mắc gì thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo cho em là 0845334544 nha. Và nhớ đăng ký kênh của May Fishing để tiện theo dõi những cái video em lên hàng ngày. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Tạm biệt cả nhà.